Các bạn đang xem trên tay tôi đó là lọc nhớt số tự động ở dòng xe Mitsubishi Triton. Đây lọc nhớt, lọc nhớt do hộp số ở dòng xe Mitsubishi Triton. Thì trong quá trình mà chúng ta lưu thông xe trên đường thì dẫn đến là nó bị hỏng mất cái một thời gian thì cái lọc nhớt này, nhớt của chúng ta sẽ bị bật. Và lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thì không phải nó ảnh hưởng đến tuổi thọ của cái hộp số. Rồi khi nhớt bẩn thì khi mà nó cái hộp số chúng ta quay rất là nhiều thì dẫn đến nó tạo ra cái ma sát và dẫn đến là nó hỏng mất cái hộp số. Thì các bạn phải thường xuyên thay cái lọc nhớt hộp số này. Thì đây là lọc nhớt hộp số được trực tiếp của Tùng An Việt nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Lọc nhớt hộp số của dòng xe Mitsubishi. Thì các bạn có nhu cầu thay thế phụ tùng của dòng xe Mitsubishi thì các bạn mua làm liên hệ phụ tùng An Việt. Đến với chúng tôi thì các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả của tất cả hàng hóa dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Xin chính hãng các bạn nhìn đấy. Đấy, được chữ mã trên sản phẩm luôn. Đấy. Và sản phẩm này được trực tiếp của Tùng An Việt nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam, nhập khẩu từ Nhật Bản về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đấy. Các bạn mà có nhu cầu thay thế tất cả các phụ tùng của dòng xe Mitsubishi thì các bạn vui lòng liên hệ của Tùng An Việt.